Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã vừa ghi nhận một trường hợp người dân biểu hiện nổi mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi trở về. Cơ quan chức năng nghi ngờ người đàn ông này mắc đậu mùa khỉ. Trường hợp này là người đàn ông sinh năm 1963 ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cưm Ga, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai ngày 19 tháng 10 năm 2022, ông đi máy bay từ Việt Nam sang Nam Phi để du lịch. Trong thời gian du lịch, ông đi nhiều nơi và tiếp xúc nói chuyện bắt tay với nhiều người. Ngày 26 tháng 10, ông này đi máy bay về Việt Nam, hạ cánh tại sân bay nội bài và có quá cảnh tại sân bay Singapore, sau đó đi máy bay về tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 1 tháng 11, ông có biểu hiện đau mỏi các khớp, xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở bụng và lưng. Ông đã thực hiện khai báo y tế. Từ ngày 26 tháng 10 đến nay, ông có tiếp xúc với mọi người trong gia đình và những người xung quanh. Những trường hợp tiếp xúc gần với ông hiện nay chưa có biểu hiện bất thường và đang được cách ly tại nhà. Ngành y tế Đắk Lắc đã lấy mẫu dịch từ vết tổn thương mụn đỏ trên da và dịch họng của người này gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm đậu mùa khỉ.